Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Nhưng Chúa Cha là đấng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời nghiệp quá không mệt mỏi nắng nóng suốt ngày cứ buông thần bán thân và sớm không sớm thì rồi kẹo cái trâu như vậy. Thế thì chúng ta làm gì nhất dạng để làm gì? Chúng ta làm gì nhất dạng để chúng ta kiếm tiền? Chúng ta kiếm tiền để rồi chúng ta có, để chúng ta mua lấy những nhu cầu, những nhu yếu phẩm trong cuộc sống, để chúng ta nuôi sống lấy bản thân mình, chúng ta nuôi sống lấy gia đình của mình. Bởi vì như ông bà ta đã nói, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Sự sống thể lý, một mặt chúng ta làm động nhất dạ để duy trì lấy nó, nhưng mặt khác sách giáo lý Công giáo đã dạy, con người là một thụ thể có xác có hồn, mà linh hồn thì thiêng liêng và bất tử, được Thiên Chúa tạo dựng cách trực tiếp. Nên vấn đề là chúng ta sẽ lấy gì mà nuôi dưỡng linh hồn thiêng liêng này đây? Xin thưa rằng chỉ có lương thực thần thiêng là bí tích thánh thể mới nuôi sống được linh hồn thiêng liêng mà thôi. Vậy bí tích thánh thể lương thực thần thiêng sẽ cung cấp những dưỡng chất gì để duy trì sự sống thiêng liêng nơi linh hồn chúng ta? Xin thưa rằng nơi bí tích thánh thể sẽ trao ban cho chúng ta hai dưỡng chất sau đây. Dưỡng chất thứ nhất mà bí tích thánh thể trao ban cho con người là sự sống của Thiên Chúa. Vì như lời Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng, người sống là sống nhờ sức sống của Chúa Cha, đấng là nguồn sống. Năm xưa trong công trình sáng tạo, Chúa Cha đã trao ban chính sự sống của người cho muôn loài con vật và con người như thế nào?
thì hôm nay đây người cũng sẽ trao ban chính sự sống thần thiêng cho con người nơi thịt và máu của Đức Giêsu như thế ấy. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Bởi lẽ Đức Giêsu có một yêu dấu phát xuất từ nơi Chúa Cha, và tất cả những gì của Cha đều là của con, nên sự sống ấy vẫn luôn thuộc về và ở trong Đức Giêsu. Và một khi nhập thể làm người, dù mặc lấy thân phận phải chết của con người, nhưng Đức Giêsu không đánh mất đi sự sống thần thiêng vĩnh cửu, bởi vì người luôn gắn bó mật thiết với Chúa Cha và luôn mang nơi mình sự sống vĩnh cửu ấy. Nên sự sống bất diệt của Chúa Cha luôn ở nơi Đức Giêsu. Và nếu Đức Giêsu nhờ gắn bó với Chúa Cha mà luôn giữ được sự sống bất diệt nơi mình, thì những ai gắn bó với Chúa thông qua việc ăn thịt và uống máu của người cũng sẽ hút lấy được dưỡng chất thần thiêng là chính sự sống của Thiên Chúa. Nhờ đó, người ấy có được sự sống và sống muôn đời, nhất là được sống lại trong ngày sau hết, như lời khẳng định của Đức Giêsu: như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Dưỡng chất thứ hai mà Bí tích Thánh Thể trao ban cho con người là được ở lại trong Đức Giêsu. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Theo lẽ thường, chúng ta ăn cơm thì hạt cơm đi vào trong con người chúng ta, ở lại trong con người chúng ta, sau đó đi ra ngoài, chứ không có thể nào có chuyện ngược đời là chúng ta đi vào trong hạt cơm được. Vậy mà sau khi ăn thịt và uống máu Đức Giêsu thì chúng ta đi vào trong và ở lại với người, chứ người không có đi vào trong và ở lại với chúng ta. Một điều hết sức là phi lý mà nhiều khi chúng ta không để ý đến. Vậy chúng ta phải hiểu sự phi lý này như thế nào đấy? Để có thể hiểu được sự phi lý này, chúng ta hãy nghe lời giải thích của Thánh Augustino: khi ngươi ăn ta, thì không phải ta ở trong ngươi, nhưng là ngươi ở trong ta. Như thế, mình máu Đức Giêsu giúp cho con người chúng ta được ở lại trong Chúa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là con người được ở lại trong sự sống thần thiêng của Ba Ngôi Thiên Chúa, được nên một với Ba Ngôi. Vì lúc đó, con người không chỉ sống bằng sự sống thể lý, nhưng còn là sống bằng chính sự sống thần thiêng của Thiên Chúa, như điều mà chính Thánh Phaolô đã cảm nghiệm: tôi sống không phải là tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi. Như thế, lời Chúa hôm nay giúp khám phá ra hai điều vô giá mà Bí tích Thánh Thể trao ban cho những ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu. Thứ nhất là sự sống thần thiêng, thứ hai là được ở lại trong sự sống ấy, được nên một với Chúa Ba Ngôi. Đây như là lời nhắc nhở mà Chúa muốn gửi đến nhằm giúp chúng ta, cách riêng là cách gì thừa tác viên Thánh Thể, ý thức hơn về việc trao ban và rước mình Thánh Chúa. Thứ nhất là việc rước mình Thánh Chúa. Tấm bánh nhỏ nhoi mà chúng ta đón nhận từ tay của vị linh mục hay của các vị thừa tác viên Thánh Thể chứa đựng trong đó sự sống bất diệt thần thiêng của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị một tâm hồn sinh thật, nhờ đó sự sống từ mình, từ Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng linh hồn
và biến đổi đời sống chúng ta để trở nên tấm bánh bẻ ra trao ban sự sống và tình yêu vô hạn của Chúa cho người khác. Thứ hai, làm muốn giúp cho các thử thách viên thánh thể ý thức hơn về tác dụng vừa thánh thiên vừa cao quý mà các thử thách viên thánh thể đã thi hành hay sắp thi hành sau đây. Qua đức giám mục, chúng ta được Chúa mời gọi tham dự vào sứ vụ, đem sự sống thánh thể đến với mọi người, nhất là những người đau bệnh hằng khát khao muốn đón nhận được. Đó là món quà vô giá mà Chúa dành riêng cho chúng ta. Dù có người chúng ta không xứng đáng với món quà cao quý ấy, vậy chúng ta hãy biến mình thành món quà qua việc trung thành và hăng say với thử tác dụng mình đảm nhận, để đổi lại món quà to lớn là sự sống thánh thể mà trao ban và mang đến cho mọi người. Đừng vì một lý do cá nhân nào đó mà lơ là không thi hành tác dụng thánh thiên, thì thật là tội cho những người muốn đón nhận mà không đón nhận được. Nên trong những giây phút tinh lặng, chúng ta hãy tự hỏi mình xem: tôi có ý thức rằng mỗi khi rước mình thánh Chúa là rước lấy sự sống thần thiên của Chúa không? Cách riêng là các thời tác viên thánh thể, tôi có chu toàn tác dụng thánh thiên mà Chúa đã trao phó cho tôi chưa? Đức Giêsu, tấm bánh sự sống thần thiên đời đời, đã trao ban cho nhân loại. Xin cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta hãy năng đón rước lấy mình thánh Chúa là nguồn sự sống thần thiên mỗi khi tham dự thánh lễ, để dù lắm khi bị những lo toan của cuộc sống đời này xô đẩy và lôi kéo, chúng ta vẫn biết bám lấy thánh thể là nguồn sống, là tình yêu cho linh hồn chúng ta.